Xin chào tất cả anh em, hôm nay đã quay trở lại với Ly Khoa Audio. Thì tiếp tục hôm nay thì Khoa sẽ giới thiệu một con âm ly mà anh em hay nói là dành cho người thông thái nha. Thì câu nói này rất là hay, ẩn chứa rất là nhiều cái điều trong này. Thì kể cả là người chơi cũng như là sản phẩm, một lực sĩ Tí Hon đến từ hãng Electro Voice. Cái model của nó là EV1180, cực kỳ hiếm hiếm có luôn anh em. Thì có thể là cái con này nó không quá 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 về về cái giá, có vì nó rẻ, nhưng mà cái model này cực kỳ hiếm và cái đặc biệt cuối cùng nó là hay hay. Thì Electro Voice là một thương hiệu của Mỹ, nó đã rất nổi tiếng về dòng đồng trục Phun Ranger rồi à, nhưng mà nó cũng sản xuất ra một số sản phẩm âm ly để đời, để phục vụ cái nhu cầu của anh em à. Thì hôm nay Khôi sẽ giới thiệu với anh em con âm ly này. Thì thật sự đây là một cái con âm ly đúng đúng nghĩa là sưu tầm. Khôi ship về từ eBay về rất là cao. Nhưng mà vì cái niềm đam mê thì mình vẫn chơi anh em ha. Rồi. Thì về con này rất đẹp anh em. Đây mình quay đầu tiên là cái mặt mũi ha. Đó, quay mặt mũi anh em cùng xem ha. Rất đẹp, cái mặt này mặt phay ha. Tất cả núm là núm sắt, núm zin của nó ha. À, nội dung của nó thì có, đây có một cái núm này, núm này Khôi cảm thấy kiểu như nó lai nhưng mà tự bển về như vậy ha, à, nên Khôi để về như vậy luôn. Rồi thì Khôi bán là Khôi nói rõ nha, thì sự mình cũng không quá để ý thì mình cũng không rõ đâu nè, nó nhìn từ xa nè à, nhưng mà mình bán thì mình nói cho anh em biết vì nó khác cái núm này nha, à, nhưng mà nó nằm phía trên thì không sao hết nha. Rồi cái này là vỏ zin anh em, thì cái con này á, hai cái má này bằng gang này nè, à, gọi kêu này. À, hai cái má bằng gang nên làm cho cái máy rất là nặng và chắc chắn anh em ha, nặng và chắc chắn à. Thì con này thiết kế là hình thức cổ điện receiver, tuy nhiên nó chỉ có là dòng FM thôi, còn lại là bass chép ha, volume à, vân vân. Thì đây rất đẹp anh em, tôi quay cái đi cho anh em cùng xem ha, à, rất đẹp, rất tuyệt vời luôn đó, đẹp đẹp lắm luôn nha. Thì dòng con này là biến thế đạp pha sất âm à, nó chỉ đánh một cặp loa thôi. À, tín hiệu đầu vào aux, phono và tap đầy đủ anh em ha. Đây có hai cái cầu chì bảo vệ loa này, RL này, rất chi là kỹ lưỡng anh em, đến thứ hạng này nha. À, công suất 50W điện 117V. Rồi, các cơ bản. Nói chung là máy rất đẹp. Đó. Ok, bây giờ thì Khôi sẽ tháo cái vỏ nó ra để nói về cái phần ruột gan bên trong, một con âm ly dành cho người thông thái nha. Rồi sau đó thì Khôi sẽ báo giá và test chất âm. Anh em cùng theo dõi. Khôi đã tháo nó ra rồi nè, để mình cùng xem được cái bên trong ha, xem được là cái lực sĩ tí hon à, và như Khôi đã nói ngay từ đầu là con âm ly này dành cho những người thông thái. Thì tại sao Khôi lại nói như vậy, thì bây giờ Khôi sẽ quay để em cùng xem. Thì thực sự đây là một cái sản phẩm độc đáo anh em, đến từ cái hãng Electro Voice này. Thì nó sẽ có rất rất nhiều ẩn chứa những cái điều đặc biệt trong này. Đầu tiên nó là dòng biến thế đạo pha xuất âm anh em ha. À, thì cái thứ hai thì nó là cái model cực kỳ hiếm và hầu như những ai đang có con này, kể cả những anh em thợ cũng đều muốn giữ làm của à, nhưng mà Khôi thì cũng đã nghe rất là nhiều, coi như cũng đã được trải nghiệm rồi. Thì Khôi chính thức hôm nay là Khôi sẽ chia sẻ lại cho anh em cái con này nha. À, tuy nhiên là Khôi cũng nói thật với anh em là con này Khôi ship về giá rất cao. À, cao hơn, cũng có thể cao hơn so với những anh em mà đang bán ship hàng bãi về đang bán nha. Thì mình sẽ nói rõ về con này. Rồi thì đây nè, thì nó là dòng ráp tay à, anh em thấy nhìn nó rất là đơn sơ ha, tù thì nó lật ngược phía dưới nha. Con này thì chất âm cực kỳ hay, nó như đèn à, tuy nhiên nó sẽ không bạo lực như nhiều anh em mà mong muốn là hỏi con này nó có đánh bạo lực hay không, thì cô trả lời ngay vào liền là nó không bạo lực. Tuy nhiên là chất âm nó tuyệt vời. Đó. Thì đây là hai cái cục xuất âm này nè, nha, cục xuất âm. Thì con này là đánh bốn con sáu sắc nha. Đó, Khôi quay cho anh em nha. Thì nó có như thế nào thì Khôi sẽ quay y chang như vậy. Đó. Mình đảm bảo là zin, đảm bảo là sò zin nha. Đó. Anh em cứ xem kỹ nha. Đó, chỗ nào không rõ thì cứ hỏi lại Khôi ha. Rồi. Tiếp theo thì rất là nhiều cái linh kiện cao cấp nha. Chassis to chân vàng không anh em? À, anh em thấy cái này bụi bặm này Khôi không có dọn luôn ha, tại vì thật sự nó không quá quan trọng, quan trọng nhất là mặt mũi nó đẹp, zin hoạt động tốt anh em. Thì
Toàn bộ anh em xem này, linh kiện toàn bộ là Mỹ không anh em ha. Rất là tuyệt vời, nói chung là rất sướng luôn. Đó. Thì tiền đây thì Khôi sẽ nói một chút về công suất của nó là 50W thôi. 50W thôi. Thì điện của nó là một chuẩn 117V vì con này là USA anh em nha. USA. Thì nó có phần FM nữa. Đây. FM anh em ha. Chỉ có FM thôi chứ không có AM anh em nha. Rồi. Cơ bản là nó vậy thôi. Rồi thì bây giờ nói sơ về cái dòng đề ghép nó thì nó có thể đánh được các cái dòng loa cổ đồng trục Phun Ranger hay các cái dòng loa loa nén cổ rất là hay. AR4 là đánh ngọt ngào nha. Thì anh em nào mà thực sự quan tâm và sưu tầm đến những cái con này thì anh em liên hệ với Khôi đó, để trao đổi. Thì cái mức giá cho cái con âm ly này là 8 triệu 500 ngàn. Anh em nào yêu thích thì liên hệ với Khôi ha. Máy khá đẹp anh em, không chưa thổi bụi nha. Đây, chưa thổi bụi nhưng mà rất là đẹp. Đó, anh em nhìn thấy các cái lớp đồng này còn rất đẹp ha, rất tuyệt vời. Rồi ok, bây giờ phần cuối thì Khôi sẽ test chất âm. Thì nó là dòng Mỹ thì Khôi sẽ đánh với một cái cặp loa Boxell đến từ Anh Quốc nha, để anh em cùng nghe thử What the Felder đó. Để anh em cùng nghe thử chất âm rất là hay, rất là tuyệt vời. Thì Khôi đã nghe rất là nhiều loa và Khôi có một cái ấn tượng rất là mạnh về con này. Đó. Anh em nào yêu thích thì tìm hiểu thêm một chút về nó. Nếu như mà cảm thấy nó thích thì hãy sưu tầm ngay, tại vì con này rất hiếm trên thị trường luôn. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm. Bây giờ mình cùng nghe nhạc. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của Khôi thì rất mong sẽ nhận được những cái sự ủng hộ nhiệt tình đến từ anh em Chơi Audio. Xin chào và hẹn gặp lại. Quen nhau làm chi, thương đau chuộc.
giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng làm gì, vì trong cuộc đời còn chẳng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin chối.